Thì trong cái 6 cái tháng đấy thì các tăng ni Phật tử rất là bận rộn để nhập thất và an cư kết hạ. Thì cái lý do tại sao mọi người lại làm như vậy thì 6 tháng đấy là 6 tháng mà khi mà mọi người thực hành rốt ráo thì cái công đức thực hành và cái phúc đức mình nhận được rất là lớn. Tại vì cái thực hành đấy giúp chúng ta tăng, trong cái 6 tháng này mà chúng ta thực hành thì cái công đức, cái phước đức mình nhận được sẽ tăng trưởng hàng trăm và hàng triệu lần. Chính vì vậy mà cái 6 tháng này là 6 tháng rất quan trọng, chúng ta cũng nên thực hành. So generally, like, you know, most of you who have been practicing the refuge, to keep in mind, especially when you talk about when you take refuge, especially for this month. It's very important to remember how important the Buddha is, you know. When you basically practice so many different lineages, most of us get carried away by the concepts that of, like, you know, your own different deities and your own different kind of, like, you know, Buddhas and Bodhisattvas that you practice, for example. In many, of course, like many different practices, like some people practice Avalokiteshvara, so therefore, like, Avalokiteshvara is very important. Of course, it is important. I don't mean that's not important. It's really important. But in the Buddhism, in the Buddhist world, the Buddha is the supreme. Whatsoever the practices we do, the supreme teacher is only Buddha. We only practice 84, part of 84,000 teachings, whatsoever we practices. So therefore, the fourth day of the sixth month in the lunar calendar is the day that Buddha has done the will of the Dharma for the first time. And the Buddha has taught us the way towards the truth and realizations. So it's so important to commemorate the legacies of the Buddha and to remember how important the Buddha is. Trong các cái tháng Cát Tường này, khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta phải nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà chúng ta thực hành các pháp ở trong mật tông thì có rất là nhiều các vị bổn tôn khác nhau. Chẳng hạn như là có pháp thì thực hành nhớ đến ngài Quán Thế Âm, đúng không? Có pháp thì thực hành khi quán tưởng là chỉ nhớ đến ngài Quán Thế Âm chẳng hạn. Thì thầy cũng có nói là thực sự là các vị bổn tôn đấy thì cũng không có gì là sai cả. Các ngài cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta thực hành. Nhưng mà trong đạo Phật nói chung thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tối thượng. Ngài là Đức Phật tối thượng và Đức Phật hiện hiện tại của cái thế giới, cái chu kỳ hiện tại này của chúng ta. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta thực hành thì cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn trong tâm chúng ta luôn luôn phải tưởng nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái ngày mùng 4 tháng 6 là cái ngày mà trong quá khứ ấy, là cái ngày đầu tiên mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân, ngày mùng 4 tháng 6 âm lịch. Chính vì vậy mà khi mà tất cả chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ, dù chúng ta có thực hành pháp môn nào đi chăng nữa, cái điều quan trọng nhất của chúng ta là luôn luôn phải nhớ đến Phật Thích Ca Mâu Ni. For example, like, our own practices, for example, like, you know, visualizing the refuge tree. The center of the refuge tree is your guru. And that guru represents, the guru is the representation, is representations of all the Buddhas. So literally what we are translating to is that the guru represents, you know, all those the Buddhas of the past, and including the present Buddha. So it's, of course, commemorating the legacies of the Buddha, isn't that? So of course, like, you know, in the Mahayana countries and where there is Theravadan traditions, people really revere and celebrate those birthday of Buddha and all those things. And of course, we have been in some of those activities last time I visited there.
And also this time, which is the sixth month, we should never forget that it is such an important time to commemorate the Buddha as well too. So it's so important to remember what Buddha has taught us first, in order to celebrate the Buddha's truth, I mean Buddha's teaching. It's so important to remember his teachings. By implementing those teachings into the practice is the best way to celebrate and commemorate the legacies of the Buddha. Như trong bộ pháp Dong Chen Ning Thích mà chúng ta đang thực hành, thì trong cái cây quy y quán tưởng của chúng ta, đúng không, mọi người đều thấy là ở trung tâm của cây quy y là ngài Liên Hoa Xanh. Thì chúng ta phải hiểu là cái hình tượng ngài Liên Hoa Xanh ở giữa cây quy y đấy là đại diện cho tất cả các đức Phật. Ngài là một cái hình tượng thôi, có nghĩa là khi mà ngài trung tâm, bản chất là nó chỉ là một cái hình tượng để chúng ta tưởng nhớ, là quán tưởng là ngài chính là đại diện cho các đức Phật ở trong quá khứ, hiện tại và vị lai, chứ không phải là chúng ta chỉ quán tưởng đấy chỉ là ngài Liên Hoa Xanh, mà ngài là hình tượng để chúng ta có thể tưởng nhớ. Nên chính vì vậy, khi bất cứ lúc nào chúng ta lễ lạy hay là chúng ta thực hành, thì chúng ta cũng phải quán tưởng nhớ đấy là vừa là ngài Liên Hoa Xanh, nhưng mà đấy cũng là hình tượng mà đại diện cho tất cả các vị Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở các nước Phật giáo tiểu thừa và đại thừa thì mọi người rất hay tưởng nhớ đến hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng hạn như là trong cái tháng tư vừa rồi, tháng tư âm lịch vừa rồi, và khi thầy sang đấy, thì mọi người cũng thấy là chúng ta đã tưởng nhớ đến ngày Đức Phật đản sinh, đúng không, ngày lễ Phật đản, đúng không. Lúc đấy thì cũng có tổ chức các nghi lễ như là nghi lễ tắm Phật và các thứ, thì đấy là một cái truyền thống rất là tốt. Và kể cả trong Kim Cương Thừa thì trong cái tháng 6 này, cái ngày mà Đức Phật bắt đầu giảng pháp, thì tại sao chúng ta lại phải nhớ, tưởng nhớ và coi như là kỷ niệm cái ngày này? Tại vì cái ngày đấy là ngày mà Đức Phật bắt đầu giảng pháp. Và Đức cái việc giảng pháp có nghĩa là sao? Ngày giảng pháp là Đức Phật đang giúp cho tất cả chúng ta dần dần đi đến với sự thật, hiểu được sự thật giáo pháp của ngài, 84 vạn pháp môn của ngài chỉ có một duy nhất một mục đích, đó là dẫn cho chúng ta, chỉ cho chúng ta đến con đường với đến với sự thật và giúp chúng ta đạt được cái giác ngộ, đúng không ạ? Thế là bản chất của việc giáo pháp của Đức Phật. Chính vì vậy mà khi mỗi chúng ta tưởng nhớ và nghĩ nhớ đến Đức Phật, thì có nghĩa là chúng ta, cái việc mà tốt nhất mà chúng ta có thể làm, đó là chúng ta hãy thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, những cái gì mà chúng ta được dạy một cách miên mật nhất. Cái việc thực hành giáo pháp của chúng ta chính là cái việc tốt nhất để chúng ta có thể trả ơn, coi như là Đức Phật, cũng như là tưởng nhớ đến Đức Phật, cũng như là để coi như là chúng ta có nhờ dâng dâng cho ngài những cái gì tốt đẹp nhất, chính là bằng cách chúng ta thực hành giáo pháp của ngài ạ. So, what did the Buddha taught us, in the first teachings when he turned the first wheel of the Dharma? He taught us four noble truths, and that's what Buddha has started. I mean, how wonderful person he is. I mean, he could have chosen to talk about enlightenment first, but no, he didn't do that things. He first chose to talk about the truth of the suffering, right? And in the world, this is what we actually trying to run away from, isn't it? Like, there are problems in our life. We always, time and again, get into the same problems again. And no matter how best we try, how hard we try, we time and again come back to the same patterns of problems. Like, if one problem goes, you have solved that problem, the another problem will come over. It's just a matter of the time, you know what? One problem comes, another problem will come. I mean, one problem goes, another problem will come, like that. So, of course, like most of the time, like, we understand, we try to practice very vigilantly, try to put so much efforts in it. We always try to do that things, but it's never enough. We after trying for maybe like many times, like, afterwards we get exhausted about the problems. But if you understand the truth, this is what we are born into. We are born into the problem. We are born into the suffering world. And the only difference is whether you realize that whether you realize that you are abided by the suffering or not.
We are born the suffering world itself. The world itself is created out of like so many suffering things. So we are just experiencing part of it, you know? So if you know the truth, knowing the truth is very important. If you know the truth, then only you will try to find out the way for that thing, isn't it? Without knowing the truth, no matter what, like, you know, how much we try, if you do not know the truth, you're just trying to assume that such things. For example, if you do not know the truth that you will be aging, isn't that? Of course, you will have a problem when you get older and when you have got, when you get some wrinkles, when the makeup doesn't work anymore for you, you'll get freaked out. But if you know the truth, you know, you will be much more, I mean, like you will feel much more liberated than other things because you will accept that things because it's the truth. You are born in order to get older, in order to die. So things really doesn't matter, you know what? So if you, even if you get older, it's okay, it's part of your life. So you're not mourn, you're not get very upset with because getting older, because it's the truth. You understand the truth. So knowing the truth, that's what Buddha says. Like knowing the truth is so important. You know? Và khi mà Đức Phật bắt đầu chuyển bánh xe pháp thì cái pháp đầu tiên mà ngài dạy là gì ạ? Ngài chính là ngài dạy tứ diệu đế ạ. Có nghĩa là thay vì dạy những cái lý thuyết hay là dạy về cái sự giác ngộ thì ngài lại đơn giản chỉ nói về tứ diệu đế. Mọi người cũng biết về tứ diệu đế đúng không ạ? Trong tứ diệu đế thì cái đầu tiên đó là khổ khổ đế đúng không ạ? Khổ đế có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái xã hội này và tất cả mọi thứ đều là vấn đề, xung quanh vấn đề cho nên chúng ta là rất nhiều vấn đề. Xung quanh chúng ta là rất là nhiều vấn đề và chúng ta luôn luôn bị các vấn đề làm cho chúng ta phiền lòng. Dù chúng ta có cố gắng giải quyết một vấn đề, đúng không? Chẳng hạn như là chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề thì ngay lập tức cái vấn đề khác lại tiếp tục đến và cứ như vậy coi như là hết vấn đề này đến vấn đề khác và bản chất là cuộc sống của chúng ta là đều có rất nhiều Đúng sorry. rồi. Thì khi mà chúng ta còn ở trong cái vòng các vấn đề thì bản chất là khi đó chúng ta luôn luôn đang cố gắng đấu tranh, đang cố gắng chống lại các vấn đề. Kể cả chúng ta có đang thực hành Phật pháp, kể cả cái việc thực hành đấy của chúng ta sẽ giúp chúng ta coi như là dần dần coi như là giải quyết vấn đề. Nhưng bản chất là hết một vấn đề này thì vấn đề khác lại sẽ tiếp tục đến với chúng ta. Chính vì vậy mà cái việc mà hiểu được chân lý là rất là quan trọng. Chân lý là gì? Chân lý ở đây có nghĩa là cuộc sống sẽ là luôn luôn là đau khổ, đúng không ạ? Cuộc sống sẽ luôn luôn có các vấn đề, cuộc sống là chúng ta luôn luôn phải chịu đựng những các vấn đề. Và khi mà chúng ta hiểu được một vấn đề gì đó thì cái việc hiểu ra cái chân lý ấy, nó sẽ rất khác so với việc chúng ta chỉ biết là à cuộc sống có vấn đề. Nhưng cái việc thực sự hiểu được cái chân lý là cuộc sống nó là như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn tự do và chúng ta sẽ hoàn toàn an lạc rất là nhiều. Chẳng hạn như cái việc mà chúng ta cái chân lý đó là tất cả mọi người sinh ra đều sẽ già và chết đi chẳng hạn, đúng không? Thì nếu mà chúng ta biết là chúng ta sẽ càng ngày càng già càng xấu đi thì chúng ta sẽ không luôn luôn cố gắng để coi như là trang điểm hay là cố gắng đi thẩm mỹ viện để cho chúng ta đẹp hơn, đúng không? Tại vì chúng ta biết cái chân lý là dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì một ngày kia cái thân thể này, cái khuôn mặt này rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ xấu, đúng không? Thì khi mà chúng ta hiểu được cái chân lý đấy thì chúng ta sẽ không còn bị bám chấp vào cái việc cố gắng nỗ lực để chúng ta giải quyết cái vấn đề về mặt thân thể của chúng ta nữa. Nên chính vì vậy cái việc mà giảng pháp của Đức Phật và việc mà hiểu được chân lý của Đức Phật là việc vô cùng quan trọng. Và cái điều chúng ta cần làm đó là chúng ta phải hiểu được cái cốt lõi, cái bản chất của cái sự và sự việc và hiểu được các cái chân lý ở trong cuộc sống ạ. From this Four Noble Truths, the
For my understanding, the most important is the causes of the suffering, that knowing the truth of the causes of the suffering. And when you talk about these causes of the suffering, the fundamental cause of the suffering is none other than the self-grasping. When you have this ego of yourself, of this I, that the existence of this I, that you have this presence of this I. When you do not understand the truth of that, all the problems are originated from that selfishness. Trong tứ diệu đế thì cái quan trọng nhất ở trong tứ diệu đế đó là chúng ta phải tìm được nguyên nhân của khổ đau. Thì nguyên nhân của khổ đau thì bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân của khổ đau, cái điều quan trọng nhất, cái căn bản nhất của nguyên nhân của khổ đau đó chính là sự dính mắc. Và tại sao lại có sự dính mắc? Vì sự dính mắc được sinh ra bởi cái tôi, có nghĩa là cái bản ngã. Nếu mà trong chúng ta mà có cái bản ngã, có cái tôi thì từ cái tôi đấy nó sinh ra rất là nhiều vấn đề. Tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống này đều bắt nguồn từ chính chính cái tôi của chúng ta, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái sự đau khổ đó chính là bắt nguồn từ cái tôi và cái sự dính mắc của chúng ta trong một cuộc sống này. Khi có cái điều đó thì tất cả mọi vấn đề nó sẽ bắt đầu bắt nguồn và xảy ra khi mà chúng ta có cái tôi. And this ego is even not just simply a problem for the Dharma. It's actually, if you know how to handle that things, it's also, of course, not a problem. But in our day-to-day life, this is what the main problem is, because we do not know how to balance that, isn't it? How to control that things. Most of the time, we have been carried away by this ego, and when we are carried away by this ego, that's where the nomad, like for example, a person who wants to become a true practitioner, for example, would have a lot of challenges around them. They will have a problem of like money. They will have a problem of like somebody's taking you for granted, and there will be a problem that your partner not understanding you. There will be a problem that your business is not going well, so on and so forth. Those are like millions of problems scenario, and the problems exist because you care a lot, because you care that, oh, this self is so important, therefore I have to have this, I should become this, oh, somebody should not take me for granted. All this, every of those circumstances, all those problems includes I. Me, right? I am in this. I have to have this. Oh, this person did this to me. Like I, me, all those things in all those problems, this I, me, mine is involved. So you can actually understand that it has become the central I, ego, selfishness has become the central of all the problems. Now you can understand that things. Và cái việc mà cái bản ngã đấy nó là nguyên nhân của sự đau khổ thì cái bản ngã đấy nó không chỉ cản trở cho chúng ta trong quá trình thực hành giáo pháp đâu, mà ngay cả trong cuộc sống của chúng ta thì cái bản ngã đấy cũng tạo nên rất là nhiều vấn đề. Tại vì làm sao? Tại vì chúng ta không biết cái bản ngã đấy nó tồn tại trong chúng ta, mà chính là cái bản ngã đấy luôn luôn tồn tại trong chúng ta. Và cái bản ngã đấy, cái tôi đấy, nó luôn luôn kéo chúng ta đi vào tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống này, tạo ra chúng ta vô vàn khó khăn trong cuộc sống này, đúng không ạ? Và chính vì vậy mà khi mà chúng ta bắt đầu thực hành giáo pháp chẳng hạn, thì cái bản ngã đấy nó sẽ tạo nên rất nhiều cái vấn đề trong lúc mà chúng ta đang thực hành giáo pháp. Chẳng hạn khi bắt đầu chúng ta thực hành lễ lạy hay là bắt đầu thực hành bộ pháp như kiểu chúng ta đang thực hành bây giờ, đúng không ạ? Thì bao nhiêu là các vấn đề bắt đầu xảy ra, nào là người này lợi dụng mình, người kia thì coi như là có vấn đề tiền nong với mình, xong rồi cuộc sống lại người thân thì lại hiểu nhầm mình, xong rồi lại các vấn đề liên quan đến công việc, các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tóm lại là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì cái tôi đấy, cái bản ngã đấy nó cũng sẽ nổi lên rất là rõ, đúng không ạ? Và chính cái bản ngã đấy nó sẽ tạo ra vô vàn vấn đề nếu mà chúng ta không biết quan sát cái bản ngã đấy trong lúc chúng ta thực hành giáo pháp.
thì tất cả những cái vấn đề trong chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta sẽ nổi lên một cách rất là nhiều. Tại sao lại có những cái vấn đề như vậy? Tại vì chúng ta đã gắn chúng ta vào cái tôi đấy. Chúng ta đâu phải là cái tôi đấy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta tự nhận chúng ta là cái tôi đấy. Cái tôi đấy lại là nằm trong trung tâm của cái vấn đề đấy. Tôi với người này có vấn đề thì cái tôi nằm ở trong trung tâm của sự vật, sự việc, đúng không? Tôi là người bị lừa tiền, tôi là người đang khó chịu với những người thân của tôi là người đang có vấn đề trong công việc. Và chúng ta nhận cái tôi đấy là chúng ta, và ngay lập tức cái tôi đấy nó tạo ra vô vàn khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, và cũng như là việc cản trở cho chúng ta trong việc thực hành giáo pháp, đúng không mọi người? And then that actually the same problems that we actually, that the same phenomena that we talk about, this I, ego, me. If you actually really understand the fundamental, I mean, like, let's say this is what the practice is actually. For example, we are visualizing ourselves in the Pure Land, isn't it? We're visualizing our guru in the mandala and ourselves here as a practitioner and all those things. The reason why we are practicing these visualizations, why we are actually visualizing the summarizations, that dissolutions and everything else. Actually, dissolution and visualization. Visualization means like, we are visualizing things out of emptiness. Basically means there is no originations. Out of nowhere, we visualize that. All of those practices, even like dissolutions, like you are dissolving into the emptiness in this open space. And what does it mean by? These are all practices that, this ego, the selfishness, this me or I and mine, all those kind of like, this ego, what about this egocentric things? And actually, in nature of itself, is non-existence. It is does not even exist because of your own illusions. These are all created. This is all aggregated so that you can still feel, oh, I am happy today. I'm here in this retreat center, therefore I have everything else, so I'm happy. Isn't that? When you have these illusions of having like sense of like having a presentness and for yourself, you can still feel very vivid about yourself. You can still talk to somebody else. You can still hear somebody's voice. These are all very relative. It's all aggregated to each other. So because of this, all aggregated, because this is all very relative, that's why you can practice. You can practice emptiness out of it. That's why you can practice mandala in front of you. That's why you can dissolve into the emptiness. If you actually understand your true ego as well, too, if you really look into this ego, the ego is very pure from the very nature of life. Like, this ego is nowhere else. It is so pure. The only thing that is exist is your pure awarenesses, isn't it? Your pure awarenesses always exist there. And out of that awarenesses, all those illusions, all those wisdoms, and these all things are arising from that, how to say, like, awarenesses. The difference is that because if you do not realize that awarenesses, it becomes illusion. If you can realize that awarenesses, that becomes wisdom, So that's a difference. So that's a minor difference here. So that's why you can practice. You know what? So this is how we actually practice, in order to dissolve, in order to solve this problem of ego. In order to solve this problem of the originations of all the problem makers, all the sufferings, that's why we practice the Dharma. This is very important to understand. Thầy còn nói về cái thực hành mà để coi như là đối trợ đối trị về cái bản ngã của chúng ta ấy, về cái tôi, về cái sự ích kỷ ấy. Thì thực ra là ngay trong cái việc thực hành của chúng ta có thể nhìn cái điều đấy rất rõ. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta ngồi thực hành thì cái việc đầu tiên của chúng ta là quán tưởng lên cái cây quy, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta thực hành và cuối cùng thì chúng ta lại hóa tán cái cây quy đấy đi, đúng không ạ? Thì cái việc mà quán tưởng bất cứ thứ gì chúng ta có thể quán tưởng ra được thì chúng ta có thể thấy là tất cả các sự vật sự việc, đúng không, chúng ta đang ngồi trong vùng đất tịnh độ, chúng ta có cây quy y, chúng ta có các ngài, chúng ta có thể quán tưởng ra cái đấy.
Thì bản chất cái đấy đều là cái sự vật mà không bắt nguồn từ đâu cả, đúng không? From nowhere, có từ không cái gì cả, mọi thứ đều có thể hiện lên. Và sau đấy thì mọi thứ khi mà chúng ta hòa tan đi thì cũng tất cả mọi thứ nó sẽ cũng tự động nó biến đi. Thì tất cả những cái thứ gì mà đang có ở đấy sẽ biến đi, như là tất cả những thứ đấy chưa bao giờ hiện ra, đúng không ạ? Thì thầy có nói mình nghe cũng mình hiểu, nhưng không biết có đúng không, mọi người bổ sung thêm nhỉ. Có nghĩa là ý thầy ở đây là đó là các cái sự việc đấy cũng như là chúng ta vậy. Chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi ở trong cái trung tâm nhập thất, chúng ta có một không gian tuyệt vời, và sau khi thực hành chúng ta cảm thấy tuyệt vời quá, tôi đang rất hạnh phúc, tôi đang có một điều kiện tất cả tuyệt vời. Thầy có đưa một cái ví dụ như thế, ngay cả cái việc đấy nó cũng làm cái gì đó rất là giả. Nếu mà chúng ta thực sự bị dính mắc, tại vì khi mà chúng ta dính mắc vào nó thì nó có cái gì, nó có cái tôi đang cảm thấy hạnh phúc, tôi đang nhập thất, tôi cảm thấy tuyệt vời. Tất cả những cái gì mà có dính mắc để cái tôi thì nó đều là cái giả. The moment, có nghĩa là giờ khoảnh khắc mà chúng ta coi như là dính mắc cái tôi ở trong đấy và tất cả sự vật sự việc, thì mọi sự vật sự việc đấy nó đều sẽ bị dính mắc bởi cái tôi, nó đều bị cái bản ngã chi phối, nó đều bị sự ích kỷ, và ngay lập tức chúng ta bị rơi vào cái ảo giác của cái sự vật sự việc đó. Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là có một cái sự nhận biết, gọi là nhận biết thuần 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 khiết, có khi mà chúng ta thực hành chúng ta có một sự nhận biết thuần khiết thì tất cả mọi sự vật sự việc dù có cái gì xảy ra diễn ra, đúng không ạ, chúng ta đơn giản là nhận biết nó. Thầy có nói câu là nếu mà cái sự nhận biết của sự nhận biết thì đấy là một cái sự nhận biết thuần khiết. Còn nếu mà chúng ta nhận biết nó và chúng ta cho cái tôi của mình trong cái sự vật sự việc thì cái sự nhận biết đấy sẽ biến thành cái ảo giác. Có nghĩa là mình nhận cái đấy là tôi, đúng không? Bản chất tất cả mọi sự vật sự việc cũng như như vậy, trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều thứ nó sẽ nổi lên. Đơn giản mình chỉ có thể quan sát nó và để nó chảy theo cái dòng chảy của nó, không có cái tôi vào trong tất cả các sự vật sự việc. Thì cái sự vật sự việc đấy là cái đơn giản đang được chứng kiến bởi cái sự nhận biết thuần khiết của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ngay lập tức chúng ta có cái tôi của chúng ta cho vào sự vật sự việc thì tất cả sự vật sự việc cái đơn giản là cái ảo giác của chúng ta, và cái tôi của chúng ta là cái bản ngã của chúng ta. Thì như vậy đấy, đấy là cách mà chúng ta có thể thực hành để hiểu biết hơn về cái tôi, cái bản ngã, cũng như thực hành để chúng ta hiểu biết hơn về cái khổ trong cuộc đời chúng ta là như nào. Có đúng không nhỉ? Có thiếu gì ạ? Hết rồi. Nếu mà nhìn sâu Ok. với bản ngã thì ra nó không có gì cả. Thì có nghĩa là nếu mà cái bản ngã nó cũng như, có nghĩa là thầy nhà cũng bổ sung thêm đó, cái bản ngã nó là cái giả, nếu mà chúng ta thực sự nhìn sâu ấy, nó cũng như là các ngài, không khác gì các ngài, chúng ta tự quán tưởng nó lên, nó có đấy, nhưng mà cái sự có đấy là nó bắt nguồn từ nothing, đúng không, từ không là cái gì cả. Và nếu mà chúng ta đơn giản là để nó tự biến mất, tự xuất hiện và tự biến mất, thì cũng như chúng ta đang quán tưởng và hòa tán thôi, làm gì có cái gì xảy ra. Nếu chúng ta cho cái tôi chúng ta vào thì nó mới là thành cái thật. Thấy không? Okay. Yes. So this, in order to, understand the true nature. Of course, I don't mean that self is too bad. I don't mean that things. Okay. What I mean here is that we really need to understand the truth of the self. Okay, the truth of the self is so important. If you understand this truth of this non, I mean, of this self that is completely pure in its nature, completely full of awareness in its nature, completely, I mean, like empty in its nature, completely filled with the wisdoms in the nature. If you understand the truth of that self, then you're good, right? So you will be not governed by things. The most important is that you have to build up this ability. That's what we have to practice. We have to build up this ability to stay constantly in awarenesses. Understand? So you can do whatever you wanted. You can practice, you can eat the food, you can go to the party, you can drink with your friends, you can prostrate. You can draw, you can do your office works, but stay constantly in this awarenesses, like this conscious, constant conscious.
You have to be very aware of each and every moment of your life. So your life is good. So what I mean to say is like, you know, if you are constantly in conscious awarenesses, then you will be not carried away by these emotions. You will be not carried away by these emotions. But rather, whatever the emotions comes within yourself, you will be aware, totally aware. I mean, if the even anger comes in, you will let the anger comes in, but you will be not poisoned by that anger. You will be not carried away. It will not harm anybody else consciously. Understand? So, I mean, the unconscious thing is something that will actually destroy everything. I mean, so that is what it is. So this selfishness, you should really know the truth, the reality of this selfishness. So if you understand the reality of the selfishness, you know, you will be able to control your own life. If you have more control in your life, you have more freedom. If you have more freedom, you are more happy, isn't that? The person who have more freedom is more happy. You're not anymore imprisoned by that concept of like, okay, oh, I'm not able to do these things. Oh, what this person's will think about me, all those things, all those pressures that you have will be gone because you have freedom in yourself. But in order to gain that freedom, it's so important to understand that your own inner freedomness, the own innate nature of yourself. So that is the fundamentally very, very important. Thầy nói cái tôi thì cũng không có cái gì xấu cả. Cái quan trọng nhất của chúng ta đâu, chúng ta phải hiểu bản chất của cái tôi là cái gì. Cái bản chất thật của cái tôi đó là cái gì đó rất là tĩnh lặng, cái gì đó rất là thuần khiết, và nó là một cái mà luôn luôn tràn đầy trí tuệ, có sự nhận biết. Thì làm sao để nhận thức được cái tôi đấy, thì thầy có nói là cái phương pháp mà chúng ta để có thể nhận thức được, cái hiểu được cái tôi ấy, đó là chúng ta phải luôn luôn ở trong trạng thái nhận biết. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta làm cái gì cũng được, chúng ta lễ lạy, chúng ta thực hành lễ lạy, chúng ta đi làm, chúng ta đi ăn, đi uống, đi ra ngoài chơi. Nếu mà chúng ta luôn luôn ở trong cái sự nhận biết thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cảm xúc hay bởi bất cứ những cái cảm xúc nào lôi kéo chúng ta đi. Chính vì vậy mà cái sự duy trì được sự nhận biết ấy, ý thầy là phải quan trọng nhất ở đây là phải duy trì được cái sự nhận biết trong mọi mọi sự vật, mọi sự việc, làm bất cứ việc gì dù nhỏ nhất, dù ăn dù uống rồi đi lại, dù làm việc hay bất cứ việc gì, chúng ta phải luôn luôn duy trì cái sự nhận biết. Thì khi mà chúng ta mất đi cái sự nhận biết thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta bị kéo đi bởi các cái không nhận biết. Cái điều đấy là cái điều làm gây ra cái tôi và làm cho chúng ta đau khổ. Tất cả những cái sự mà đau khổ đều bắt nguồn được cái việc mà thiếu nhận biết của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có được cái sự nhận biết thì bản chất là chúng ta đã có sự kiểm soát hơn đối với cái cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhận biết, nhìn thấy tất cả mọi sự việc, chúng ta đơn giản chúng ta nhận biết, kể cả cơn giận hay bất cứ cái gì đến chúng ta biết là à, ok, cơn giận đang đến, cơn khó chịu đang đến. Thì ok, chúng ta đơn giản chỉ là gì? Cái việc nhận biết đó là chúng ta quan sát được cơn giận đến, và chúng ta để nó tự đến và chúng nó tự đi, đúng không ạ? Thì cái đấy là cái điểm khác biệt khi mà bạn có nhận biết và bạn không có nhận biết. Và quan trọng hơn nữa là khi mà chúng ta có sự nhận biết thì chúng ta kiểm soát được, đúng không? Cái gì đến chúng ta hoàn toàn không bị nó kéo đi, không bị nó chi phối, và ta đang kiểm soát được cái tôi của chúng ta, đúng không? Cái ta của chúng ta, tôi của chúng ta. Và khi mà chúng ta kiểm soát được thì cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ có nhiều tự do hơn trong cuộc sống. Và khi chúng ta có nhiều tự do hơn thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, đúng không? Chính vì vậy cái điều quan trọng nhất ở đây thầy muốn nhắc đi nhắc lại cho chúng ta, đó là chúng ta hãy luôn luôn duy trì cái sự tỉnh thức nhận biết ở chúng ta mọi lúc mọi nơi. Còn chúng ta làm gì cũng được, nhưng mà bất cứ hành động gì chúng ta phải có sự nhận biết. Okay, so these are what I'm trying to say, and so knowing the truth, which is actually commemorating the important month that Buddha has taught us the teachings of the Four Noble Truths. It's so important to know about some certain truths in yourself. For example, individually in yourself, like if you have a problem, where does this problems coming out of from?
If you really actually, I mean, take some time to contemplate in yourself, I'm 100%, let's say I'm 99% sure that, most of our problems are originated from this ego, you know. Of course, I know other persons might have done terrible things from you, but this has just been a condition. It's like most of the time, the causes of this pain and problems are within yourself. Understand? So it's so important to reflect on yourself. It's so important to think about yourself. It's so important to make yourself like, it's so important to contemplate on this originations of this suffering, which is this selfishness. So if you celebrate these important days by reflecting on yourself, by giving some chances for yourself to dedicated your life for the practice so that you could realize that Buddha nature in within yourself or enlightenment in within yourself. That is a most fantastic way to commemorate the Buddhist important days, you know. So I wanted to remind all of you for that things. Cái điều mà thầy vừa muốn thầy vừa giảng chúng ta là cái đây điều thầy muốn nói chúng ta đó là cái sự thật là nhận biết được sự thật là cái điều rất quan trọng trong trong tứ diệu đế, và cái việc mà chúng ta nhận biết được sự thật cũng chính là việc mà chúng ta đã có thể là tưởng nhớ được đến Đức Phật, đúng không ạ? Đức Phật luôn luôn muốn dạy cho chúng ta các cái sự thật, và việc mà chúng ta hiểu biết được một cái sự thật nào đó chính là việc mà chúng ta có thể đền ơn được Đức Phật, và chúng ta có thể coi như tưởng nhớ được đến đến Ngài, đền ơn được Ngài bằng cách là chúng ta luôn luôn nhớ được cái sự thật đấy. Có nghĩa là bản chất là mọi sự vật trong cuộc sống của chúng ta, bất kỳ việc gì có diễn ra, nếu mà chúng ta thực sự lắng đọng, chúng ta thực sự có sự quan sát, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự vật diễn ra đều bắt nguồn từ cái tôi. Tất cả mọi vấn đề của chúng ta đều bắt nguồn từ cái tôi, đúng không? Tất cả những cái hành động của những tác nhân ở trong cuộc sống, chẳng hạn người này làm cho mình khó chịu, người kia làm cho mình khó chịu, hay sự việc này làm cho mình khó chịu, tất cả đấy nó chỉ là cái điều kiện để cái nhân ở trong mình nó được phát ra thôi. Còn bản chất cái nhân nó vẫn nằm ở trong chân chúng ta, đúng không? Nếu mà chúng ta thực sự quán chiếu lại, chúng ta thực sự tĩnh lại và có sự quan sát, thì chúng ta nhận biết là tất cả mọi sự vật sự việc nó chỉ là cái điều kiện bên ngoài thôi, còn cái nhân của chúng ta, cái bên trong của chúng ta mới chính là cái gây ra khổ đau. Và khi mà chúng ta hiểu được cái sự thật về cái tôi của mình đấy, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ nhìn thấy được cái Phật tính ở bên trong chúng ta, cái Phật tính của mỗi cái trong mỗi con người chúng ta. Và đấy là cái điều rất là tuyệt vời trong cái tháng này, cái sự nhận biết, cái sự quán chiếu ở trong mỗi con người để nhận ra được Phật tính của chúng ta sẽ là một cái sự cúng dường lên Đức Phật tuyệt vời nhất trong cái tháng này. Yeah, so this is what I wanted to remind to all of you. So I have heard that all of you are practicing very diligently. So I'm so happy. Keep practicing that. You might face some of the challenges, your body aching, and you feel a little lazy today. And all those things are distractions. Again, coming to the point again, all those distractions are coming out of this ego. Don't let the ego overtake you, you know? Focus on your practice. Try harder. Make yourself available to all those practices. Things will work well. So this is what I wanted to wish all of you. Cái điều vừa rồi là thầy muốn chúng ta luôn nhớ trong cái tháng tháng mà kỷ niệm cái ngày Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân. Đấy là liên quan đến cái việc chúng ta nhớ đến những cái sự thật trong cuộc sống này. Ngoài ra thì thầy cũng được biết là trong tháng vừa rồi là tất cả mọi người đều đang thực hành rất tốt, đúng không ạ? Thì tuy nhiên là trong lúc thực hành thì nó cũng đâu đó nó cũng sẽ có những cái cản trở chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta thực hành xong chúng ta sẽ thấy là thân thể đau mỏi này, không gì nữa nhỉ, hay là Lười chúng ta cảm thấy biếng lười biếng, chúng ta không muốn làm, hay là một số thứ trong cuộc sống nó không đúng như ý của chúng ta chẳng hạn, thì tất cả những cái điều đó là những cái nói chung là những cái cản trở đối với việc thực hành của chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta có thể làm được đơn giản nhất đó là chúng ta tiếp tục thực hành, tập trung vào việc thực hành của chúng ta thôi.
đơn giản bất cứ cái gì xảy ra đối với chúng ta đơn giản là chúng ta tiếp tục coi như là chú tâm hơn nữa vào cái việc thực hành của chúng ta, thì sớm hay muộn tất cả mọi việc nó cũng sẽ đều coi như là đi đi qua thôi ạ. Sư cô cho xem quả trần đẹp thế, phòng cô đẹp thế. Mạo gọi nhỡ vào đây. Okay, so if you guys have any questions, I'll take one or two questions and then we'll end the sessions. Yeah. Only one, two question. I received quite a number of questions. Okay, please read. Yeah. Okay. So I just take one question from each person. Okay. Okay. So I have a question from Jimmy. Indeed, he had three questions, but I think the most important question is that he would like to ask about the guru. Why in Vajrayana, the importance of guru is so important to have a guru in Vajrayana? Why in Theravada or in Mahayana, he doesn't see the stretching on the importance of the guru? So Duy Minh có câu hỏi là tại sao trong Kim Cương Thừa thì việc mà có một vị thầy lại rất là quan trọng, mà trong khi đó ở trong Tiểu Thừa và Đại Thừa thì lại không thấy chú trọng hay nhấn mạnh đến cái vấn đề này ạ? It's not that in the Theravada and Mahayana the guru is not important. Of course, it's so important. That's why we all have the teachers in that. Buddha himself is a guru, actually. Padmasambhava himself is a guru. And Grintara is a guru. Everyone, I mean, like, we all have these guru figures, actually. But, in Theravada, in Mahayana, guru is not centralized. That's the difference. In the Vajrayana, the guru is centralized. The reason is because the number one, the biggest reason your inner nature of the guru, isn't that? I mean, that one, it's very, very important. That Vajrayana is very special because that is a very special reason why Vajrayana is important. You don't need to take for a lifetime to realize your true nature. I mean, like, if you have a right guru who really have your karmic connections, and if that guru can point out to your true nature, I mean, to your true realizations of your true inner Buddha nature, you don't need the time to really like realize the Buddhahood. So that's why guru is very important. So, like, the guru means somebody else who embodies all the Buddhas, all the gurus, all the devas, all the dakinis, and who has potential in it to point out to your true nature of your mind. So that's why, it's only doable through the connections, isn't it, to another, I mean, like, one guru to another guru. And then another reason of that is because the only that guru who have realized has an experience of, what is the Buddha nature. Otherwise, we would create our own confusions of, like, oh, I have realized, but indeed, you might be cheating yourself. You might be confusing yourself, like, whether what exactly the enlightenment enlightenment means by. You don't even have an idea, isn't that? So, guru who actually has already realized, who have already got this realized teaching lineages from his own gurus or her own gurus, I mean, that when that lineage of, like, pointing directly to your true nature or to your Buddha nature, that is, done through you, I mean, you can receive that initiations of realizing the true nature of Buddha nature from that guru to the another guru. I mean, that guru to the student. That's why actually the guru is very, very important in Vajrayana. There are so many different methods of pointing out to your enlightenment nature. So that's fundamentally, this is why the guru is very important. Thực ra ở trong tiểu thừa hay ở trong đại thừa thì cũng đều có các vị thầy đúng không ạ? Thì chính vì vậy mà ngày nay chúng ta vẫn nhìn thấy gặp gỡ các vị thầy
của tiểu thừa hay các vị thầy của đại thừa. Bản chất là ở trong Phật giáo thì tiểu thừa hay đại thừa hay là mật thừa thì đều có các vị thầy này, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là vị thầy của tất cả các, đúng không, các tông ở trong đại Phật giáo. Tiểu thừa họ cũng có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại thừa cũng có, hay là ngài Liên Hoa Xanh hay ngài Tara Xanh cũng đều là các vị thầy ở trong Phật giáo. Tuy nhiên ở trong mật tông thì có cái sự khác biệt, đó là ở trong mật tông thì họ đặt vị thầy ở vị trí trung tâm. Có hai lý do tại sao ở trong mật tông lại đặt vị thầy ở vị trí trung tâm, đó là lý do thứ nhất đó là vị thầy ở trong mật tông ấy chính là người giúp chúng ta chỉ ra được cái Phật tính ở trong chúng ta. À, có nghĩa là nếu mà chúng ta không có vị thầy thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, rất mất nhiều công sức, rất nhiều năm, rất nhiều sự thực hành để chúng ta có thể hiểu được, nhận ra được cái Phật tính ở trong chúng ta. Cái điều đấy nếu mà không có vị thầy thì chúng ta sẽ bị đi vòng lòng vòng, hay chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Và chỉ có các vị thầy ở trong mật tông ấy, các vị thầy ở trong mật tông thì được gọi coi là gì, là đại diện của tất cả các đức Phật, đại diện của tất cả các vị bổn tôn, đại diện của tất cả các vị đa kỳ ni, thầy là đại diện của các vị nói chung là của tất cả các vị bồ tát, nói chung là vị thầy. Thông qua cái vị thầy đấy thì chúng ta sẽ chứng ngộ được cái Phật tính, thầy giúp chúng ta chỉ cho chúng ta Phật tính ở trong chúng ta, tại vì thầy là hiện diện của tất cả các vị. Đấy là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai tại sao bậc thầy ở trong mật tông lại quan trọng, đó là vị thầy là những người đã đạt đến bậc cái chứng ngộ nhất định để ngài biết thế nào là thực sự là cái Phật tính, mà chỉ cho chúng ta thế nào là Phật tính đúng. Tại vì rất nhiều lúc, ok, nếu mà vị thầy bảo ok con tìm ra Phật tính của con đi chẳng hạn, tìm Phật tính của con đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có rất nhiều lúc chúng ta nhầm tưởng, chúng ta ngồi thiền, chúng ta thực hành, chúng ta nghĩ là chúng ta vào trạng thái đấy rồi, biết được cái Phật tính đấy rồi, đúng không? Nhưng mà cái Phật tính đấy có đúng thật hay không thì chúng ta không thể xác nhận được. Và chỉ có vị thầy, những người đã chứng ngộ mới chỉ chúng ta biết là cái là mà không chúng được ta đang đặt nhận được thở vào được đấy à, mới nghĩa là là cái lại làm cái cũ cái gì. Rồi, làm cái cũ xong đến cái đần mà mật khẩu thì đánh thành đấy, ra đánh một cái cái đây rồi. Cô nói chuyện này hay thế. à, phải đi xuống dưới cổng này Ôi, chỉ cần chỉ cần anh chỉ cần năng ngủ nãy giờ nó giảng ngủ she's so buồn ngủ đi học sleepy hành chứ giờ buồn ngủ chết rồi. thì có nghĩa là đấy, có cái điểm thứ hai mà chúng ta cần chú ý là vị thầy sẽ chỉ có vị thầy mới xác nhận cho chúng ta biết là chúng ta đã thực sự ngộ được cái Phật tính ở bên trong chúng ta hay không. Nên đấy là hai cái điểm khác biệt của mật thừa đối với các thừa khác, và đấy là cái điều quan trọng tại sao trong mật thừa thì cái việc mà có một vị thầy lại quan trọng hơn ở trong các thừa khác là như vậy. Thì mình ok chưa? So And then another. these are the few fundamental importance of Yes. why root guru is important. But you know, this guru concept is not only in Vajrayana, you have in Mahayana as well too. That's why you have so many Yes. shifus, for example. You have so many thei, right? Right? Of course, it's not only in Vajrayana, in Mahayana also, it's there. In the Theravada also you have a concept of guru, but it is not as so important as Vajrayana. In Vajrayana, you know, this guru and student relationship is so important. It's so bonding. With guru and students' relationship, that's where you create this entire mandala. That's where you make it possible of this and achieving this enlightenment in very short period of lifetime. So that's why this guru is very important in Vajrayana. I can only tell this much right now. Đấy, đấy là cái điểm chính mà thầy nói tại sao là trong mật thừa vị thầy lại quan trọng như vậy, đúng không Duy Minh? Một cái điểm nữa thầy cũng muốn nói, đó là trong mật thừa ấy, thì cái sự kết nối của học trò và vị thầy nó sẽ giúp cho mình tạo ra được một cái mạn đà la, giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và nhận rõ hơn, có sự kết nối hơn đối với các cái Phật tính đấy.
thì dần dần khi mà chúng ta nhìn thấy Phật tính ở các vị thầy thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái Phật tính ở bên trong của chúng ta nhanh hơn. Đấy là lý do tại sao trong Mật thừa thì cái việc mà kết nối giữa vị thầy và đệ tử nó lại quan trọng như vậy. Ok. Okay, so let's go for the second question now. Second question is from Ngọc. Okay. She's asking about Paseka Buddha. Patika Buddha. Okay. Buddha, a self-realized Buddha. So in Vietnam recently, a lot of the teacher they call themselves Paseka Buddha, and they have a lot of followers, indeed, million, thousands of followers and thousands of students. And that kind of Buddha, they also talking about the Buddha Dharma, like Four Noble Truths, as you just mentioned. But the problem of see is that those Buddha, those teacher, they don't even have any body bodhicitta. That's the problem. And no compassion, and they she doesn't feel that they are the real Buddha, and she feel that all the students are falling to the false guy, false teacher. So when she saw all that kind of problem, she feel very very sad, and then inside her, she is provoked the bodhicitta inside her, so that it can help her to practice more and to dedicate all the merit of her practice to those people, so that they cannot, I mean, fall into the wrong teacher again. Is this something that she could do? So she would like to ask you about it. Đọc đó câu hỏi về các vị Phật độc giác, thì gần đây ở Việt Nam có rất nhiều người tự nhận mình là Phật độc giác. Các vị đấy thì cũng có nhiều nói về các giáo lý nhà Phật, cũng nói về thiền, nói về tứ diệu đế. Tuy nhiên đối với Ngọc thì các vị đấy, Ngọc cảm thấy là có vấn đề gì đó sai sai, tại vì đối với họ họ không có một cái gì đó là từ bi, họ không phải là một vị minh sư, và chắc chắn họ không chưa thể nói đến là họ là có thể là một vị Phật. Tuy nhiên các ngài đó thì có rất nhiều người theo, hàng trăm hàng nghìn người follow rồi xem, rồi cũng như là coi như là học trò, hàng nghìn học trò của những người đó. Chính vì vậy mà khi mà Ngọc nhìn thấy những người đang bị đi theo con đường tránh tà đạo như vậy, thì Ngọc đã rất là cảm thấy buồn, và từ đó giúp Ngọc có sức mạnh để thực hành giáo pháp đễ lạy. Và chính vì cái lòng khởi phát được cái lòng từ bi như vậy, và học Ngọc đã quyết tâm đễ lạy, và trong Ngọc thì khởi phát một cái tâm là muốn nguyện cho tất cả mọi người tìm được thầy đúng và không sa vào chánh pháp tà đạo. Và chính vì cái tâm đấy mà Ngọc cảm thấy là cái việc lễ lạy của Ngọc diễn ra rất nhanh và không bị mệt. Có đúng không Ngọc? First of all, when you talk about the Pratyeka Buddha, of course, you know, this is the time of degeneration time, isn't it? Everyone claims to be something else in a life, right? Everyone claims to be something else. Like, you know, each people in the world, like, you know, saying that, oh, I am this. Right? I am this. I have realized this. I think the word itself that I am this, that isn't really a good sign. You know? And secondly, there could be, of course, like Pratyeka Buddha means like, you know, it's one of these, I mean, like former students of the Buddha itself. But the time that self-arising, self-realized Buddha, called Pratyeka Buddha, in as per the texts of the Buddha, as per the Tipitaka, as per the, you know, 84,000 teachings of the Buddha, this Pratyeka Buddha will only exist when Buddha's teaching is totally vanished from this world. And when there is no Buddha in this world, when there is no teachings of the Buddha in this world, I mean, we are talking about there is no Buddha's teaching exist in this world, when the actual alive of the teachings of the Buddha is exhausted,
In those kind of times, the Pratyeka Buddha will arise, you know, by going to the cemetery grounds, looking into the bones, by understanding the 12 interdependency, so on and so forth, and then realizing arahats. It's not been enlightened. You know, we are not talking about enlightened here, in realizing certain level of arahats. Arahat and enlightenment is two different things. Okay, so arahat is on the way to enlightenment. So if we believe that this is the time where all the teachings of the Buddha has vanished, then maybe it's the time for Pratyeka Buddha to arise. If not, maybe it's not a Pratyeka Buddha. Maybe they just call the name Pratyeka Buddha, but they do not know what actually, when does the Pratyeka Buddha will arise. I'm talking about from what Buddha's teachings has taught us. And the third most important is that, you know, this 21st century, there are so many self-claimed gurus, isn't that? Everywhere you go, they are very good in stealing products, isn't that? Like they started this book, that book, and then they just make their own product, you know? So it's a time of like this. So, you know, if it is actually helping the devotees to understand some certain, if it actually helps the students to realize the truth, I'm talking about enlightenment, realizations, truth, maybe good, maybe it's good enough. But if it actually destroys the truth, then I don't know. This is something that we have to be careful with. So this is all I can say. I don't want to make more comments on this. Thầy có nói là ok thì ở trong cái thế kỷ 21 này là thế kỷ của thời mặt Pháp đúng không ạ? Thì ở thời mặt Pháp này thì ai cũng có thể tự xưng mình là một cái gì đó ở trên xã hội, trên thế giới này. Mỗi người nhận mình là một người này, là ai đó, là một người nổi tiếng hay là một người gì đó. Rất nhiều người trên trong cái thế kỷ này họ đều nhận họ có một cái chứng ngộ gì đó, có một cái thành tựu gì đó đúng không ạ? Kể cả trong cuộc sống cũng như là trong 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 đạo. Thì cái việc mà một người nào đó nhận họ là một vị Phật độc giác đúng không? Thì cái việc đầu tiên chúng ta quán chiếu là tôi là một vị Phật độc giác. Thì chúng ta thầy vừa nói với chúng ta về cái gì ạ? Về cái bản ngã đúng không ạ? Cái tôi đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói về cái tôi thì automatic mình sẽ được hiểu là gì? Khi có cái tôi trong đấy thì là gì? Là cái gì đó hơi sai đúng không? Tự nhiên có cái tôi ở trong bất cứ cái gì thì cái lúc ấy thầy vừa dạy rồi đúng không ạ? Bất cứ cái gì mà có cái tôi thì cái đó là something, là một cái gì sẽ hơi sai. Đấy là dấu hiệu thứ nhất mà chúng ta có thể tự cảm nhận. Nếu mà ai đó nhận mình, tất cả cái gì là của mình, là tôi, bản chất cái đó chúng ta phải tự tự hiểu. Là khi có cái tôi thì nó là một cái vấn đề rồi. Và cái thứ hai đó là đối chiếu ở trong kinh Phật, trong 84.000 pháp môn của Đức Phật. Thì trong đấy đã có nói rất rõ, kinh sách đã có nói rất rõ khi nào có một vị Phật độc giác xuất hiện. Vị Phật độc giác xuất hiện khi là cái thời kỳ mà tất cả kinh sách, tất cả giáo pháp của Đức Phật không còn được truyền bá nữa. Tất cả các kinh sách của Đức Phật lúc đấy sẽ mạt pháp hoàn toàn và không ai biết đến kinh sách, không ai biết đến đạo Phật là cái gì, là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là lúc đó không còn một con người nào giác ngộ nữa. Đấy là cái điều kiện thứ hai trong cái thời buổi đấy, không còn một vị giác ngộ nào còn sống nữa. Thì lúc đấy một người bình thường thông qua cái việc mà nhìn nhận các cái sự vật sự việc trong cuộc sống, chẳng hạn như là thông qua nhìn các cái vấn đề chẳng hạn như là sinh lão bệnh tử, mà họ tự ngộ ra về cái vô thường này, họ tự nhận ra về định luật về đau khổ này, họ tự nhận ra về tứ diệu đế này, họ tự nhận ra về bát chánh đạo, thì cái người mà bắt đầu tự ngộ nhận ra đấy thì chúng ta sẽ gọi là gì? Người ta gọi là một vị A-la-hán bắt đầu tự xuất hiện, đúng không? Từ mà từ A-la-hán đến giác ngộ nhá, thì cũng là phải mất một con đường nữa đúng không? A-la-hán chưa khác là đã phải là người giác ngộ, mà A-la-hán là một người đã có một cái trình độ hiểu biết nhất định và đang trên con đường giác ngộ. Thì khi đấy và sau một thời gian cái vị A-la-hán đấy họ coi như là tìm hiểu các quy luật không cần từ các kinh sách của Đức Phật, vui làm gì còn kinh sách nữa, và họ ngộ ra được các cái quy luật bằng chính bản thân họ và họ giác ngộ được tất cả những cái quy luật trong cuộc sống, thì cái vị đấy mới gọi là vị Phật độc giác. Đấy, đấy là cái điểm thứ hai mà để chúng ta biết là ai là vị Phật độc giác hay không.
Và cái điểm cuối cùng là ở trong cái thế kỷ 21 này, ngoài cái vị Phật độc giác ra thì ngay cả cái việc mà các vị thầy nói chung ấy, thì ai cũng nhận mình là các vị thầy, nên là chúng ta ai cũng có thể là vị thầy. Và các vị thầy ở trong thế kỷ 21 thì họ rất là nhiều technique, thì bây giờ thời buổi công nghệ thông tin mà, đúng không, họ có thể lấy sách từ nguồn này, họ đọc sách từ nguồn kia, họ cắt ghép của người này nói, họ cắt ghép người kia. Và cái việc mà họ có thể nói thông thạo về các cái giáo lý của Đức Phật, hay là cũng nói về các cái giáo lý mà giống giống như các vị thầy thực sự đang nói, thì cái điều đấy cũng không không có gì khó cả, đúng không? Bây giờ mà họ có thể cóp nhặt hay cắt ghép ở trên mạng rất là nhiều, nên là chính vì vậy mà cái thế kỷ này mình phải rất cẩn thận khi mà mình chọn một vị thầy. Tất nhiên là cái vấn đề, tất cả những cái điều thầy nói thì là đều là từ trong kinh sách của Đức Phật ra về cái định nghĩa của Phật độc giác. Thực sự đây là một vấn đề rất là phức tạp, và thực sự là thầy không muốn nói nhiều vấn đề này. Thầy chỉ nói ba cái điểm chính đấy để mọi người tự quán chiếu và tự hiểu thôi. Okay. So that's all I can say for now. So I cannot say anything more than this. So yeah, that's it for my talk today. So it's time for dinner. Thầy có thể nói. Ok. So there will be more questions, but I will send you in text later, ok? Okay, great. From we have So we will questions. have this we'll have these sessions anytime that I'm available. I'll just send a message, a personal message to some of you, and then we will have this session. So though you if you have any kind of questions, just save it for next time as well too. We will just directly solve the question. I mean, just jump in the Q&A, so not a problem. Hôm nay thì thời gian cũng hơi hơi muộn rồi, thầy cũng muốn xin phép mọi người để đi đi ăn tối, thầy cũng chưa ăn tối ấy. Thì thôi để lần sau mình sẽ gửi câu hỏi cho thầy trước để thầy có thể thầy trả lời qua tin nhắn, hoặc là thầy có thể trả lời riêng Vũ Anh, xong rồi Vũ Anh sẽ trả lời cho mọi người, hoặc là lần sau thì thầy sẽ trả lời luôn ở trong buổi học. Mọi người sẽ gửi câu hỏi trước đúng không? Xong rồi Vũ Anh gửi câu hỏi cho thầy để thầy trả lời luôn trong buổi học. Và hôm nay thì như này là chúng ta thầy sẽ kết thúc hôm nay buổi học hôm nay ở đây. Should we have the class every 2 weeks? We'll try. We'll try. Yeah. Yeah. But maybe like next week, we will have this Q&A. So if you have any kind of questions regarding the practice, please send it and we'll get back. Okay. So I wish everyone a very auspicious Buddha's teachings month. And may all of you have a wonderful, wonderful, wonderful practice. Oh, little baby. And also that our chicken nun must be sleepy. Cho thầy chúc mọi người Ngủ một lăn ngày lóc. Phật chuyển bánh xe pháp vận thật tuyệt vời. Buổi tới thì chúng ta sẽ 2 tuần tới, 2 tuần sau chúng ta có học tiếp theo, và chúng ta sẽ chúng ta sẽ tập trung vào việc trả lời câu hỏi. Okay, Ok. so everyone, good night. Good Bye, night. baby. Yeah. Bye. I'm here, okay. Good night.